cả nhà, đây là khán fan hâm mộ của Apao đây. Mộ thì chưa có mà cơm này. Các mẹ đến từ đâu mẹ ơi? Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? Ôi rồi, Vĩnh Phúc rồi, rồi, rồi. Mẹ ơi, mẹ tên gì? Mẹ tên là Hiền. Mẹ Hiền, ô mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm dâu Hiền mẹ gửi cho con. Bye bye. Mẹ tên gì? Tên gì nhỉ? Quên rồi. Ô, mẹ còn quên tên rồi. Mẹ Bình, mẹ Bình. Ô, em chào anh. Bye bye. Rồi, em chào anh. Rồi, 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 rồi. À, anh sản xuất ra người à? Yep. Ui rồi vào rồi. Ơ à, các mẹ, con chào bố. Chụp với Apao cái. À rồi rồi. Chăm quả Apao nhiều lắm. Rồi. Mai có gặp nhau Apao Bình Liàng nhá. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, rồi. Cảm ơn. Con chào bác. Rồi. Rồi, rồi. Được được, vào đấy rồi. Đây à, rồi rồi. Yep, yep, yep. Apao nào, ôi trời, xinh thế nhỉ. Sản xuất ra người không sợ cái chồng nó đánh cho. Rồi. Con chào bố rồi. Báo ơi. Rồi, cảm ơn nha. Bố mờ bị mờ rồi, chụp lại đi. Chụp anh cái. Rồi, bác cứ từ từ. Chụp cái. Rồi, rồi, rồi. Mẹ ơi làm từ từ. Rồi, 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 rồi. Cho mình bầm kiểu. Rồi, rồi, rồi. Mẹ từ từ để con sờ vào đó. À, con sờ vào gì? Sờ vào cái gì? Mẹ em mất đâu rồi? Áo này. Mẹ cứ mẹ máu thế nhỉ, cứ làm từ từ nhỉ. Mẹ máu thế à? Từ từ mẹ ơi. Nhưng mà từ từ không mất trâu đấy. Rồi, yep. Nào. Rồi, rồi, rồi. Cả nhà cho áo áo. Đây. Áo áo. Mình nhà vào nhá. Dạ dạ. Rồi. Bấm cái này, bấm cái này đi. Đây đây. Rồi. Về kinh nhà mình cho. Ồ, ok, cảm ơn Áo Báo này. Dùng xay nhỉ. Đây đây, sờ vào đây bố ơi. À, yep. À, bố rồi. Cầm xa một tí để con sờ. Yep, yep, sờ. Giọng này dù xe xe thôi. Yep là à. Yep là yep là ôi giời ơi, bố. Áo Báo rồi. Dạ, 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 dạ. Xin một cái này. Rồi, rồi. Đây, đây, để con làm cho. Rồi, bố còn không biết sản xuất ra người nữa. Rồi, rồi, yêu bên nào. Yêu bên nào. Không ngờ được gặp đây nhỉ. À, rồi. Ôi dồi ôi, làm lâu thế. Yêu bên nào. Dù xe say. Dù xe say. Súng của bố yêu sao bắn mãi mất ra đạn thế này. Xin gái à. Rồi, rồi, rồi. Bố, yêu bên nào. À, súng bố ngon đấy. Cái bên nào sơ vào nào được qua đây. Rồi. Máy bố hiện đại đấy. Báo anh. À, dạ. Đây là đoàn nó đi thăm từ Thái Nguyên lên vị xuyên Hà Tuyên. À, báo thưởng thức cho một bài được không? Thì con vào đây mà. Bố vào đây luôn. Ở đây 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 vào đây. Đây, đây 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 selfie đi rồi. Tất thắng nay thì mình quay... Đây phải quay video mà. Đúng rồi, tất A Báo đang quay. Rồi rồi. A Báo đang quay mà để A Báo thì nó ăn gì mà cao thế, từ từ xem nào. Nào. Đó, yêu bên nào. Đúng không? Đây đây gặp rồi. Rồi cảm ơn cán bộ nhá. Rồi rồi. Đây gặp A Báo đây. À đây là con cái con gì đấy? Con vợ. Con vợ à? À rồi. Vậy vậy bảo là đây là con mái của mình chứ. Ôi chào con mái. Con mái của nó yêu mẫu cả đời đó. Nó là bạn gái. Mình xa này. Rồi rồi. Duy ở đâu đấy? Báo vào rồi ơi. Báo ơi. Châu Yên Bái gái Cao Bằng. Nó ở Yên Bái rồi, chúc sức khỏe nhá. Chúc khỏe Báo nhá. Yên Bái khỏe lắm đấy. Chỉ thích cái kèn mông. Chào chưa? À báo nhá, cựu chiến binh Nguyễn Văn Quang này, thành phố Phổ Yên này. Dạ, dạ, dạ. Ờ, đấy nhưng mà, con giáo rồi. Các bố các bạn, con ngồi bên này rồi. Bố ơi, cho con hỏi bố tên gì? Bố tên là Lê Xuân Chính. À, bố là cựu chiến binh, vị xuyên năm xưa. Hôm nay có mang súng không? Súng đâu? Súng con có thấy súng bố ở đâu? Súng vẫn mang trong người. Bố có súng lục thì có. K54, K59. À. Súng của bố 20 phên. Số của khô súng của bố là bắn đàn thịt sản xuất ra người. Đúng không? Bố bắn phát nào ra người phát đấy luôn.
Còn chúc bố sức khỏe nhá, chém gió thôi, có gì bố đừng thông cảm nhá. Bố đừng thông cảm. Con chào bố. Cho hỏi bố tên gì đây? Bố tên là Minh. Bố Minh, rồi Minh có nghĩa là sáng rồi, ánh sáng rồi. Ánh sáng. Bố mấy mươi rồi? 60 rồi. 60 tuổi nhìn như 16 thế này. Tóc bố đã bạc rồi. Ui giời, tóc bố bạc không phải vì sương gió. Tóc bố bạc bởi vì do sương. Sương nhiều quá bạc thôi mà. Sương nhiều quá đâu bạc. Đúng rồi, sương nhiều linh quá. Con chào bố. Cho con hỏi bố tên gì đây? Vũ à? Vũ Trang luôn, bạn chú luôn. Bố còn tên là Vũ Trang. Bố năm nay mấy mươi rồi? Năm nay 62 rồi. Ồ, nhìn như 26 thế này. Bố nhìn vất vả về đường tình duyên thôi. Còn chúc sức khỏe bố. Cho con hỏi bố tên gì? Bố là Nguyễn Văn Quang. Đang hỏi bố lại xin làm chú luôn. Chú luôn. Đang hội trưởng hội cựu chiến binh mặt trận. Nhìn chú trẻ này gọi anh thôi. Được rồi. Anh càng tốt. Có sản xuất được cái súng này, có sản xuất được cho người không? Có mà. Còn các mẹ bên này thì không hỏi thăm nữa. Các mẹ phía bên này là bạn gái của các bố bên này. Đấy. Ô, còn một bố chưa hỏi thăm. Con chào bố rồi. Con chào bố. Tóc bố bạc không phải vì sương gió. Tóc bố bạc vì đối phó với nợ đời. Có khi còn nợ tình đấy. Tóc bố bạc không phải vì sương gió. Tóc bố bạc vì đối phó với nợ tình đấy. Dạ. Rồi, còn bố bên này bố ẩn như pháo cao xạ thế này. Tóc bố trai luôn. Tóc bố chọc không phải vì sương gió. Tóc bố chọc vì đối phó với nợ tình. Bố nhiều vợ quá là vì drama đối khổ. Không, bố mà không để chọc bị nó cầm đầu ngay. Đây, nó túm đầu là nó đâm ra cho nên bố mới bị chọc. Để bố vào vị trí ngắm bắn nè bố. Có bao giờ anh viết được vần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông La chảy về dòng Lam, ngàn phố ngàn sâu như dòng rửa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành Sơn hiên ngang, vượt qua ngàn bão tố. Độc Lộc ơi, mười bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kể gồ quê ơi. Ca khúc Hà Tĩnh quê ơi. Quê chú luôn. Quê bố Hà Tĩnh à? Căn đồng đấy. Quê cô gái Đồng Lộc đấy. Đi chân ngàn đấy. Có bao giờ anh viết được phần thơ? Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát. Thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mề gầy khô. Dòng sông La chảy về dòng Lam, ngàn phố ngàn sâu như dòng rửa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê ta. Hoành Sơn hiên ngang, vượt qua ngàn bão tố. Đồng Lộc ơi, mười
đôi bông hoa bất tử. Vì Vũ Thiên cầm tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ của quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tình quê ơi. Anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tình quê. Ở đây là toàn là các cựu chiến binh thôi ba ơi. Cựu chiến binh nhưng mà nói thế này. Anh đã bảo anh ở đây mày không biết chủ đây. Chủ nhà. chưa biết nhưng mà hỏi ai là chủ nhà đây. Chủ nhà đâu? Chủ nhà kia. Chủ nhà nhá. Hôm nay là hôm nay là chiến binh. Chủ nhà hôm nay biết. Hôm nay chơi vui quá. Còn ở chỗ này là chủ nhà là sinh hoạt nhá. Đây. Bác ơi, bác ngồi im, bác ngồi xuống. Máy đang quay, máy đang quay. Máy đang quay đấy. À, con hôm nay rất là vui được đón tiếp cả nhà ở dọc đường như ngày hôm nay. May quá lại vào quán rồi. Tuyệt vời luôn. À, không biết là cả nhà là ở bác là ở Hà Tĩnh này. Còn các cô là ở đâu? Thái Nguyên. Thái Nguyên. Đoàn cựu chiến binh. À, Thái Nguyên. Thái Nguyên. Về Thái Nguyên biên đất huyền thoại. ATK ghi nhớ ơn. Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên. Dòng sông cầu êm trôi giữa hân hoan đất trời, tháng giêng hội đền đùm vui đón chào xuân sang. Hồi đền đùa hôm nay trai gái vui đua tài, bên lòng hồ bán nguyện nơi thập điện Long Cung. Cầu cho mưa thuận gió hòa mùa vàng nở êm, trang sử vàng cha ông in dấu những chiến công. Tháng giêng hội đền đùa vui đón chào xuân sang. Cầu cho mưa thuận gió hòa mùa vàng nở êm, thơm búp chè Tân Cương giữa hân hoan đất trời. Thơm búp chè Tân Cương về Thái Nguyên hồn thiêng sông núi, mời ai về vùng đất Thái Nguyên. Cô ơi, con không uống đâu, con đang hát. Vâng vâng, chú ơi, con xin phép là cả nhà cứ dô đi, con đang hát, con không uống đâu, con sức khỏe đang còn yếu. Con hát cho mọi người vui là được rồi. Đó là cốc bia của con. Rồi, ok nhá. Ơi cả nhà dô một cái đi. Vâng, con không uống đâu, con uống thì không hát được. Đúng rồi. Cứ hát một bài đi. Con không biết lốt bao đâu. Anh ơi, con em là gì? Bác ơi, bác cứ ngồi xuống, con vất vả. Giống như Thịnh cứ ngồi đây. Thế Thịnh không, anh Trâm? Thế Thịnh không? Con ngày mai cơ đi con bị chuyến. Nhân. Cảm ơn. Chúc tất cả cái này đấy. Thịnh ạ, chúng ta đi nhau. Thôi, thế này.
À, và sau đây con xin phép được gửi tới cả nhà, ai là lính của chiến trường Vị Xuyên năm xưa, bác nào giơ tay lên cho con xem. Tất cả luôn cả nhà rồi. Các bác à, hôm nay về thăm chiến trường xưa. Con xin phép được gửi tới cả nhà bài sáng tác về lính. Rồi. Sáng tác về chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Rồi. Ca khúc Cây Hương sáng tác về những năm xưa. Rồi. Chiến trường Vị Xuyên. Rồi. 4.000 chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cây hương trên đỉnh mây trắng gọi về đồng đội thân yêu. Người khuất miệng cười rạng rỡ, người sống nức nở lòng thơ. Cao xanh một dải biên thùy, máu xương ba miền đã đổ. Giữ vững suối Cụt Lang Pin, giữ đất biên cương yên bình. Thênh thang gió chiều thanh thủy, chiến trường lịch sử chưa xa. Hoàng hôn nhuộm bằng biên ải, trải lòng ký ức ngày qua. Nơi này ngàn ngày chờ gió, nơi này ngàn ngày nắng mưa, nơi này ngàn ngày bao lửa, ngàn người trai trẻ hy sinh. Ngàn cây bất gốc tàn lá, ngàn đá vỡ vụn giữa trời. Ngàn người ngày đêm gắn bó, thề quyết ta cùng không rời. Bước chân bám chốt gắn bó, ngàn giấc mơ sáng bật trời. Ngàn người ngày đêm mong đời, có quen như ở quê nhà. Những liệt sĩ đã hy sinh, hơn 4.000 anh em chiến trường Vị Xuyên năm xưa, lò vôi thế kỷ. Ôi, quá đúng luôn. Đang lò bộ đội ơi. Của ta vẫn bám trụ giữ vững nơi biên thủy, nơi biên hải của Tổ quốc. Những người đã sinh vì độc lập tự do. Ngàn cây bất gốc tàn lá, ngàn đá vỡ vụn giữa trời. Ngàn người ngày đêm gắn bó, thề quyết ta cùng không rời. Bước chân bám chốt gắn góc, ngàn giấc mơ xanh bật trời. Ngàn người ngày đêm mong đợi, có quen như ở quê nhà. Cây hương trên đỉnh mây trắng gọi về đồng đội thân yêu. Người khuất miệng cười rạng rỡ, người sống nức nở lặng thầm. Cao xanh một dải biên thùy, máu xương ba miền đã đổ. Giữ vững suối Cụt Lang Pin, giữ đất biên cương yên bình. Thênh thang gió chiều thanh thủy, chiến trường lịch sử chưa xa. Hoàng hôn nhuộm vàng biên ải,
trải lòng ký ức ngày qua. Nơi này ngàn ngày chờ gió, nơi này ngàn ngày nắng mưa, nơi này ngàn ngày bao lừa, ngàn người trai trẻ hy sinh, ngàn cây bất ngờ tan lá, ngàn lá vỡ vụn giữa trời, ngàn người ngày đêm gan góc thề quyết ta cùng không rời, bước chân bám chốt gan góc, ngàn giấc mơ xanh bật trời, ngàn người ngày đêm mong đợi có quen như ở quê nhà, lòng những hướng về đồng đội, vòng chơi đồng phong cuộc ca. A Báo ơi, trước hết là Quang xin cảm ơn A Báo nói nên những cái lời của những người lính mặt trận Vị Xuyên từng chiến đấu và hy sinh. Thế thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn A Báo bắt một cái tay. Vâng, con cảm ơn bác và nói thật, A Báo rất chi là đây là dành tình cảm cho đoàn. Vâng, vâng. Mà quay là bước chút thời gian. Vâng. Vâng. Đó là ca khúc Cây Hương. Cây Hương mà sáng tác là nhạc của con, lời thơ của chị Huyền Minh, là một người chị là hội trưởng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Chị Huyền Minh, hội trưởng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, là một người chị nói về chiến trường Vị Xuyên năm xưa, mà chị ấy đã cũng dành hết tâm huyết cho bài thơ đó, cho nên là con phổ nhạc và không bỏ một chữ nào ở trong đó, không bỏ bớt một chữ nào, không thêm một chữ nào, chỉ để nguyên bản và con phổ nhạc. Chắc hẳn là các bác cũng biết những ca khúc của con. Nhiều, biết nhiều. Rất nhiều. A Báo thì nghe nhiều giờ. A Báo là xem bài. Dạ, bài Sáo Mông ạ, hay là sao bác? À, nghe tiếng sáo ạ. Nghe tiếng sáo mông. À, thôi con hát nốt một bài nữa để con chuyển sang sáo. Ok. Rồi. Thích lắm, bao nhiêu lần lên Hà Giang cũng hay. Bác có thể ngồi yên lặng một chút được không? Để con thảo hồn vào ca khúc đó. Hôm nay con xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam. Giọng con thì hôm nay rè rè nhưng con sẽ phải cố hát để gửi tới cả nhà. Đoạn nào không lên được thì bác lên nhá. Tìm em câu ví sông Lam. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh nhớ bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu ví anh trao, nửa câu ví em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe cứ chiều về cánh cò lội bến sông. Cô lái đò xưa nay tròn 18, bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Một câu ví anh trao, nửa câu ví em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông,
cố lái đò xưa nãy tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nó về bên em. Ơi cầu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đò xưa, quên câu thương câu chờ lờ hẹn trời ơi. Mùi hồng ơi trách chi đó lờ duyên tình, người ơi thương nhớ đến anh đi tìm câu vì sống là mọi người đã xong đâu cứ từ từ cảm ơn à. Bác ôm một con. Ở con tặng cả nhà một bản sao để cả nhà chuẩn bị về đi ngủ. Sớm ông. Giang chồng ơi, giang chồng hơi anh về đây chơi, về đây chơi. Thank you.
con xin được chúc cả nhà mày khỏe vui vẻ tươi trẻ rồi. Chúc cả nhà có một chuyến du lịch thật vui và đầy nghĩa. Xin chào các bác, các cô, các chú rồi. Con xin chào các mẹ rồi. Các mẹ ơi, sờ vào quả bầu lấy lộc nào. Đây, các mẹ lần đầu tiên sờ vào quả bầu đấy. Tối nay là có bầu đấy mẹ ơi. Các mẹ sờ vào là tối nay có bầu này. Bầu xô. À, cả chụp với cả nhà một kiểu ảnh. Cả nhà vào ngồi. Các bà các mẹ cứ ngồi đi, bình tĩnh. Rồi đấy. Có caramel chụp cho. Bố ơi, con đang kiêng rượu, bố cứ dí bia rồi con hát làm sao được. Rượu bia bây giờ là thờ. Hồng ơi, chụp với Hồng ơi. Vậy không? Bây giờ cả nhà lấy một cái điện thoại, sau điện thoại của ai chụp để gửi về cho cả nhà. Điện thoại nào mà iPhone cũng được. Đây không, đây là máy của con rồi, bây giờ điện thoại của ai? Đây anh chụp cho các bà đi. Đây giúp cho các bà các ông. Không có con phải gửi sang các bà các ông mất thời gian này. Rồi. Đấy. Cho các bà các ông có. Ngồi đi. Bố cứ ngồi im không chạy lung tung. Con có súng con bắn ấy. Súng này. À, đấy rồi. Cả nhà like, cả nhà thả like. Cả nhà thả like. Đây. Yêu bên à. Bố anh đi sang hướng bên kia. Bố ngửa ra để cho mẹ vào. Rồi đúng rồi. Yêu bên à, một tham ăn à. Yêu bên à. Được chưa, cán bộ ấy phải hô lên nhá. Một tham ăn à, yêu bên à. Cứ chụp một người là được nhiều người. Cho nhiều người là được. Con chúc bố sức khỏe nhá, chúc cả nhà sức khỏe. Dạ. Còn chưa được rồi. Bố gần hay xa không quan trọng, con quan trọng là được gặp bố là được rồi. Càng có tuổi càng đẹp trai. Biết là con quê hương của Ngô Sinh Ngọc là Nghĩa An, đúng không? Rồi cả nhà na, yêu bên na. Liên tục luôn như máy súng đạn Canada luôn. AK. Con gà bố này, bố vẫn mặc đồ bộ đội cơ. Rồi. Các bố uống bia đi. Mới đảm bảo nhá. Rồi. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mẹ mẹ. Đi nhanh về nhanh. Đi nhanh về nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tu say say lòi say say, mù say say lòi say say, hô chớ. Đi nhanh về nhanh, đi nhanh về nhanh. Ta uống hầu mẹ mẹ. Mẹ.